chính thức ra quân từ ngày 3 tháng 3. Sau gần 2 tháng triển khai chiến dịch dành lại vỉa hè cho người đi bộ ở Hà Nội, các tuyến phố tại thủ đô đã có chuyển biến tích cực. Song nhiều nơi thì vẫn còn tiếp diễn tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng. Mặc dù chính quyền thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp, thế nhưng với cách làm cũ như là chiến dịch từ 6 năm trước, thì liệu rằng chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè Hà Nội có thành công hay không? Bất chấp các chiến dịch ra quân giành lại vỉa hè với những khẩu hiệu đầy quyết tâm, nhiều người dân vẫn tái lấn chiếm và tự cho mình quyền quản lý vỉa hè. Rõ ràng tôi đỗ xe ở dưới lòng đường không liên quan gì đến vỉa hè của nhà chị cả. Nhưng mà khi mà xảy ra sự việc xong, họ rất là hung hãn, giống như kiểu là không ai được phép động vào khu vực vỉa hè đấy của nhà chị ấy. Khi người dân vừa là hậu quả, vừa là nguyên nhân của sự lộn xộn bừa bãi trên hè, thì công cuộc đẩy đuổi dọn dẹp vỉa hè sẽ không có hồi kết. Mà nếu mà cả nhà 6 người, từ mẹ già cho đến chồng đến 2 đứa con, mà nếu mà không có cái làm như này thì có mà chết đói cả nhà. Em chỉ là người đi làm thuê và lại các thứ là vẫn được thông báo hết rồi, thì tối nay là bị vi phạm rồi ạ. Chính quyền cũng đã đưa ra nhiều giải pháp cho bài toán vỉa hè, thế nhưng việc triển khai rất lúng túng và gặp nhiều ý kiến trái chiều, vạch kẻ phân chia đường trên vỉa hè. Chia thế này thì thực ra là thì đi một hàng gạch thì đi làm sao, vẫn cứ phải đi dưới lòng đường. Đưa các hàng trà đá vỉa hè vào ngõ. Hồi bây giờ còn chả bán được nữa là ngồi trong ngõ, bởi vì ở trong ngõ người ta không mấy khi người ta ngồi. Và các ngõ của Hà Nội ngoằn nghèo và nó chỉ đỏ hẹp, đã không có chỗ quán vỉa hè, quán trà đá lại ngồi vào đó, lại thêm mấy cái ghế thì cái ngõ không còn ngõ nữa, là lại xảy ra xung đột với giao thông. Và lập khu bán hàng rong tập trung. Nhàn thì ai muốn nhàn cả, thế nhưng mà ai muốn vất vả thế này. Có lực trợ thì bọn trả đến cứ thớ bọn chị, người ta lại có người có chỗ họ hàng, người ta lôi nhau vào, chứ làm sao mà đến cứ thớ bọn chị được. Bán hàng rong tức là người ta phải đi, mà bảo người ta đến một chỗ mà ngồi trong góc thì người ta bán cho ai? Thực tế, nhìn vào các đợt ra quân xử phạt vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường từ năm 2017 cho đến thời gian gần đây, Hà Nội mới chỉ giải quyết được phần ngọn. Cần giải pháp căn cơ hơn, đánh vào gốc rễ của vấn đề thì mới có thể cải thiện tình trạng này. Có thể thấy rằng vì nhiều nguyên nhân, dành lại vỉa hè cho người đi bộ dường như đã trở thành vấn đề chung, là bài toán nan giải đặt ra đối với các thành phố lớn. Làm thế nào để việc quản lý vỉa hè không bị coi là cuộc chiến? Cách đây nhiều năm, sau khi chính phủ ban hành Nghị định 36 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, các thành phố lớn đồng loạt triển khai lập lại trật tự đô thị. Gần đây, 3 năm liên tiếp, Hà Nội chọn chủ đề của năm là năm trật tự và văn minh đô thị. Thế nhưng ý tưởng của các nhà quản lý chưa trở thành hiện thực. Theo các chuyên gia, cần có một chương trình dự án dài hơi cho vấn đề vỉa hè. Cái đầu tiên là chúng ta phải vẽ đã, thiết kế đã, quy hoạch để các cái vấn đề sử dụng lòng đường vỉa hè. Chứ nếu chúng ta bây giờ tôi thấy đi làm là bây giờ toàn là cứ không có ai có một cái bản vẽ nào, không có một cái tài liệu đi để mà căn cứ để mà soi dọi, mà đến là tôi sẽ làm thế này thế kia, mà cái đấy là căn cứ để minh bạch thông báo nhân dân biết là vỉa hè chúng ta đến ngày này sẽ giải quyết theo bản vẽ này và nhân dân chấp hành to. Chứ bây giờ nếu chúng ta cứ toàn là lấy cái tư tưởng là dùng người đi xử lý xong bắt đầu mấy nữa thì người ta lại đâu vào đấy. Chúng ta đi làm chính sách, chúng ta người quản lý, chúng ta phải nhìn tổng thể, phải đánh giá, phải khoa học. Quản lý nó phải khoa học chứ, chứ không phải là cứ vặt gấu vá vai. Thêm vào đó, từ nhiều năm qua, thói quen sử dụng vỉa hè vào mục đích cá nhân được người dân xem như điều hiển nhiên, ăn sâu vào suy nghĩ. Vì thế, việc xóa trắng vỉa hè không thể thực hiện một sớm một chiều. Là vỉa hè không chỉ sử dụng cho giao thông, mà còn sử dụng cho một số các mục đích khác nhau. Đưa vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi để rà soát, để quy định lại cái quy hoạch. Mà trong quy hoạch đó là có quy hoạch các tuyến đường, đồng thời là vỉa hè. Và từ đấy các cái cấp chính quyền đô thị sẽ quy định đoạn vỉa hè cấp đường nào, đoạn nào được phép
chỉ dành cho người đi bộ. Còn những cái đoạn vỉa hè, những cái tuyến phố nào được phép cho sử dụng đa chức năng. Thế thì tôi nghĩ rằng là nó vừa đảm bảo tính luật, vừa đảm bảo trật tự, nhưng đồng thời là gì, giải quyết được những cái vấn đề của đô thị. Nhiều ý kiến cho rằng các hoạt động quản lý vỉa hè và phát triển hệ thống giao thông công cộng, quản lý phương tiện xe cá nhân không thể tách rời nhau, có tác động qua lại lẫn nhau. Bởi vậy, để giải quyết bài toán trả lại vỉa hè, cần bài toán tích hợp, thống nhất, tổng thể.